Rất là vui thì giới thiệu các bạn ngay chỗ vị trí này, ngay nhà nghỉ Phú Huy, homestay Phú Huy nằm sát bờ biển của các bạn. Có một bãi biển rất là tuyệt vời. Bây giờ là 4:30 chiều, rất là đẹp. Hoàng hôn đang bắt đầu dần xuống ở ngay bãi biển này. Một chút nữa mình sẽ review cho các bạn xem một cái cảnh hoàng hôn ở ngay bãi biển của nhà nghỉ Phú Huy nha các bạn. Và các bạn thấy xung quanh đây là bàn ghế một cách rất là khoan giả luôn à, không phải nói là một cách rất là giả ngoại à, bàn ghế được sắp xếp cho chủ nhân ở đây để cho các bạn cảm nhận được là chúng ta gần với thiên nhiên hơn và bố trí như vậy để cho các bạn có thể rộng rãi, có thể sinh hoạt nhóm, sinh hoạt gia đình, có thể ăn uống tại đây được luôn các bạn. Và nhà nghỉ cũng có hỗ trợ phục vụ cho các bạn việc ăn uống. Ok, các bạn thân mến, bây giờ buổi chiều mình ngồi ở đây mình ngắm hoàng hôn đẹp lắm. Phải nói là một cảnh tuyệt vời mà các bạn, khi các bạn đến ở homestay ở Phú Huy á, nhà nghỉ Phú Huy á, thì các bạn sẽ có được cái không gian để mà các bạn relax, gọi là thư giãn, ngắm hoàng hôn buổi chiều, có được trà nước, ăn hải sản luôn còn ngon nữa, đúng không? Chiều tắm biển, chơi BBQ nữa. Ngoài ra thì phải nói là cảnh hoàng hôn ở Phú Quốc rất là đẹp nha các bạn. Nếu mà không có cái đám mây ở đó thì các bạn có thể nhìn thấy nguyên một cái bầu trời như là ngọn quả cầu lửa, đẹp lắm. Đấy. Ngồi nghe tiếng sóng biển, thoải mái bên tai, nhẹ nhàng trong cuộc sống. Các bạn biết không, ngồi ở đây thì các bạn sẽ thấy là mình sẽ có được cái bãi cát và tắm với gia đình, vui chơi với gia đình ở đây. Ở buổi chiều thì người dân ở xứ đảo Phú Quốc cũng hay thường ra tắm biển lắm đấy. Tuy nhiên thì hôm nay trời hơi bị sóng nên mình tắm biển cũng phải cẩn trọng, tắm gần gần đây thôi, đừng ra xa quá. Đó, các bạn thấy không, từ từ á là mấy cái đám mây sẽ được gió nó thổi đi qua rồi mình sẽ thấy được cái mặt trời rất là đẹp và rất là to nha các bạn. Ở Phú Quốc các bạn mà ngắm hoàng hôn á, các bạn sẽ thấy mặt trời rất to, thích nhất là chỗ đó. Nhiều khi á các bạn thấy á, là bầu trời buổi chiều hoàng hôn á như là một bức tranh, dường như là có một họa sĩ nào đang vẽ trên bầu trời á các bạn, lãng mạn lõng mọn lắm á. Đấy. Ê các bạn thấy không, Mr. Hill đang ngồi ở đây vừa nói chuyện với các bạn và vừa chờ cho đám mây đó đi qua rất là nhẹ nhàng, rồi chúng ta sẽ thấy được cái mặt trời. Mặt trời buổi chiều còn gọi là hoàng hôn. Các bạn thấy những cái tia hoàng hôn của mặt trời chiếu xuống biển á, các bạn thấy đấm màu quá luôn, quá đã. Phải nói là
những cái nhà nghỉ homestay nào mà có được cái vị trí ngay mặt biển này mình ở đáng giá tiền thì các bạn biết ngồi ở ngoài biển á, mà hưởng được cái không khí gió biển vô người á, là mình được thêm muối khoáng đó nha, đúng không? Gió biển mà các bạn, mang muối khoáng vô người mình á, mình bổ sung thêm, tăng cường sức khỏe. Ngoài ra thì các bạn có thể là tự sướng, chụp ảnh tự sướng ngắm hoàng hôn. Quá đã luôn. Ok, đó, mình ghi nhận lại nguyên một cảnh hoàng hôn buổi chiều dần dần đáp xuống. Tuyệt vời quá các bạn ơi, các bạn có thể thấy cái mặt Mr. Hill nó tối. Tại vì mình đang để cái máy ống kính, xin lỗi, cái máy quay điện thoại của mình đó là ngược cái ánh mặt trời, nên các bạn sẽ thấy là mình cái mặt nó đen thùi lùi, không có thấy rõ mặt đâu, có thể thấy cái mũi. Có thể thấy cái mũi. Quá. Từ từ sáng ra các bạn thấy to rồi chưa? Và đặc biệt là các bạn thấy cái ánh sáng của mặt trời hoàng hôn buổi chiều nó sẽ loang trên mặt nước. Đó, kéo dài ra. Đấy, rất là đẹp. Ai mà ra ngoài Phú Quốc mà chụp ảnh cưới ha. Số 1 luôn. Ra homestay Phú Huy ở rồi chụp ảnh cưới luôn, có chỗ này chụp luôn. Quá đã luôn. Chụp ảnh tự sướng là nhiều bạn thích chụp ảnh tự sướng hoàng hôn lắm. Nói chung thì cảnh biển hoàng hôn thì các bạn sẽ thấy có nhiều cảm xúc lắm. Nhiều bạn ra đây nhắm mắt lại, lắng nghe gió biển, lắng nghe tiếng sóng, và cảm nhận một luồng ánh sáng vào mắt mình. Mình sẽ thấy có một gì đó, sao ta, feeling sao ta, cảm giác là cảm xúc rất là, phải nói là tuyệt vời, trên cả tuyệt vời, vì mình đã thoát khỏi môi trường của làm việc vất vả và stress ở Sài Gòn, ở Hà Nội hay ở bất cứ nơi đâu mà tạo cho không có biển, không có mặt trời, không có hoàng hôn, không có sóng biển, đúng không các bạn? Thì rất là buồn, đúng không? Mình ngồi ở đây mình thấy mình vui. Vui gì, mình thấy được những cảnh tượng thiên nhiên thật là hùng vĩ. Sao ta, hùng vĩ không ta? Không, lãng mạn đi. Trời ơi, đẹp quá, yeah. Ok, đứng dậy đi. Đi một vòng coi coi. Đã quá. Đây là chỗ cái bậc tam cấp đi xuống dưới bãi biển rồi các bạn. Đó. Quá đã luôn. Yeah. Buổi chiều tuyệt vời. Welcome các bạn đến nhà nghỉ Phú Huy. Đã quá các bạn ơi. Phải nói là mình ghi nhận lại cái cảnh tượng này một cái đoạn clip rất là dài để cho các bạn xem mặt trời hoàng hôn của Phú Quốc xuống đẹp như thế nào. Ở đây mà có một cái con tàu nó đi chạy ngang qua cái luồng sáng rất là đẹp quá, phải nói là không gì tả nổi. Ok, hôm nay mình review về homestay Phú Huy, nhà nghỉ Phú Huy, có những cái ưu điểm đó, cho các bạn xem là có được cái mặt biển nè và bãi cát rất là sạch sẽ để chúng ta có thể là tắm biển, đúng không? Tắm hoàng hôn, ăn hải sản buổi chiều, đúng không? Tiệc BBQ cùng gia đình tại đây luôn. Các bạn có thể làm team nhỏ ở đây chơi cũng được. Đó, team building đó các bạn, đúng không?
Ngoài ra thì cái mặt bằng ở đây mình thấy là rất là rộng rãi và thoáng mát. Các bạn cũng có thể là tổ chức sinh nhật nè, hội họp bạn bè nè, ok, nhóm bạn nè. Ở đây là các bạn hải sản ăn vô tư luôn, rất là ngon, tươi luôn và giá rất rẻ nha. Các bạn hỏi chủ nhà nghỉ chỉ cho và sẵn sàng phục vụ các bạn luôn. Dĩ nhiên phải trả phí chứ, phí phục vụ mà. Ok, hoàng hôn bắt đầu xuống dần rồi đó. Mát quá các bạn ơi. Yeah. Ok, cảm ơn các bạn đã follow video của Mr. Hill review về nhà nghỉ homestay Phú Huy ở ngay thị trấn Dương Đông. Đây là một vị trí rất là đẹp, nhà nghỉ homestay Phú Huy nằm ngay chỗ, vị trí là sát bờ biển luôn và chúng ta có thể vừa ở và vừa tắm biển. Vị trí này phải nói là tuyệt vời number one. Các bạn có thể thực hiện được những cái điều sinh hoạt cho nhóm mình cũng như là những cái hoạt động cho chương trình du lịch của mình ở homestay Phú Huy và các bạn nghỉ ngơi thoải mái và an toàn. Yeah, rất cảm ơn các bạn đã follow video và kênh của Mr. Hill, Đặng Hill Vlog. Hãy like và share, đăng ký cho kênh Đặng Hill Vlog nhé. Bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Mời bạn hãy xem video tiếp theo. Hãy đăng ký và like cho kênh Đặng Hill Vlog nha. Hãy nhớ comment cho video của mình ở phía bên dưới nha. Chúc các bạn luôn nhiều sức khỏe và gặp được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và chúc các bạn thành công trong con đường học tập cũng như là lao động nha. Bye bye.